29 Tết rồi nha anh em, quay cái video cuối cùng để cho anh em yên tâm nè, tại vì cái mặt hàng này em đang nợ của anh em nha, em đang nợ của anh em nè. Của anh em ở ngoài Gia Lai nè, anh em ở ngoài Yên Bái nè, em đang nợ của anh em nè, em quay để cho anh em tin tưởng nha. Thanh Hóa nè, em đang nợ của anh em nè. Ba bộ nhông chuyển hướng của anh em đây. DC70, em nợ của anh em nha. Nhắc lại là em nợ anh em qua mùng 6 nha anh em, mùng 6 em mới chuyển cho đồ cho anh em được nha. Tại vì bên bưu cục vận chuyển thì người ta đã ngưng lại rồi nha. Anh Thắng rồi nè, mấy anh em mà ai có xem được cái anh em cứ yên tâm nha, đồ còn mai vẫn giữ cho anh em hết, có tên đàng hoàng, em ghi đàng hoàng anh em đừng lo nha, anh em thì đủ hết đừng lo, có tên nó đủ rồi đó hết đừng lo nha anh em, không bao giờ bị nhầm được, em ghi đủ hết, em nợ anh em bỏ mùng 6 em sẽ chuyển hàng cho anh em nha, mời anh em xem nè mặt hàng nha, anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. 29 Tết rồi nha anh em, anh cà so nè, anh cà so điện em hoài luôn nè, đây anh cà so đây. Anh lên xem được cái video anh cứ yên tâm nha em. Đây anh cà so đây. Cà so này ở Gia Lai. 29 Tết rồi. Cảm ơn anh em mình sao ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em.